Vâng, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của công ty bên em. Vâng, ngày hôm nay bên em về được những mẫu loa trợ lời Bose 151. Bass được thiết kế màu đỏ phía bên trong rất là đẹp. Vâng, phía trước đây là được bảo vệ bởi một e căng sắt này và Bose logo Bose 151. Vâng, đây là hàng nhập Trung Quốc các bác nhé. Dương lên là dòng loa trợ lời cho tiếng giải trung khá là sắc nét, đặc biệt là độ chính xác rất cao. Xung quanh được làm bằng nhựa cao cấp, không thùng nhựa cao cấp các bác nhé. Nói chung cái dàn này nó hỗ trợ cho những bộ dàn thiếu giải trung trầm trọng ấy, thì các bác gắn vào thì nghe rất là hay và chi tiết được cái giải trung. Riêng cái mẫu này thì rất là nhiều các bác và anh em đã từng sở hữu. Nói chung là cái mẫu này bên em lâu lắm rồi mới về, thì hôm nay về được những cái lô loa trợ lời Bose 151 cực kỳ là hay. Các bác thấy không ạ? Còn bass được là làm bằng màu đỏ ở đây, đỏ phía bên trong này. Đó, cái này thì đấu trực tiếp đằng sau những cầu loa hoặc là đằng sau những cái âm ly hay là đằng sau những cái đẩy trực tiếp lên là chúng ta có thể kết nối được tại nhà, không cần quá cầu kỳ về kỹ thuật. Và bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe nhé, Bose 151 trợ lời. Minh Vi, bài hát được mang tên Người Thứ Ba. Đây em kết nối với một đô la Bass 30 Pioneer CS88 phía đằng trước đây. Trợ cho giải trung rất tốt luôn ạ. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với anh bên giấc mơ gia đình vàng tình thương. Rồi thật buồn em mãi hay, anh cùng ngại tay trong tay tình muốn ký. Vâng, giải chung rất rất rõ ràng, nhưng giờ em tách chơi tín hiệu bản Luna Bot 151 ra coi nhất để các bác so sánh nhé. Vâng, bác thấy không, nó rõ ràng luôn cho chúng ta cảm nhận khi mà thiếu loa trợ lời. Vâng, thêm mỗi thiết bị thì chúng ta thêm được một chút cái sự hay riêng của từng cái thiết bị hỗ trợ. Vâng, bác nào muốn sở hữu cho mình đặt đô la Bose 151 trợ lời phía đằng trước kia thì các bác vui lòng để lại số điện thoại trên kênh hoặc gọi điện trực tiếp cho bên công ty bên em nhé. Bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác nhiệt tình và cụ thể với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm. Giờ em lại kết nối vào các bác nhé. Sự so sánh hoàn toàn khác biệt. Như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vàng tình cười. Rồi thật buồn nghẹn mãi hay. Với một đô la Bose 151 trợ lời như thế này thực sự là mang lại cho chúng ta hiệu quả rất cao và với cái sự đầu tư rất là ít, nói chung là nó hiệu quả để các bác anh em cảm nhận sự thay đổi khác biệt với một đô la trợ lời Bose 151 độ chính xác cao với giải trung. Nói chung đô la này là tập trung vào giải trung là nhiều hơn là giải bass và giải check, vì thế là tiếng rất sáng và trong trẻ. Chúng ta hát cũng vậy, nó rất là bay tiếng đó các bác nhé.
sau đây xin phép được dừng video. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông nhé để cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bạn nào mà cảm thấy hay và đẹp thì bạn hãy like và chia sẻ giúp công ty bên em nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bác và các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.